Bảo Thái thán phục vì đội tuyển Việt Nam trầm trồ về nhân tố nguy hiểm nhất, quân bài tẩy của Thầy Park. Tại AFF Cup 2022, tiền vệ Quang Hải đã được câu lạc bộ chủ quản cho phép trở về hội quân cùng với đội tuyển Việt Nam sau khi lắng nghe nguyện vọng của cầu thủ mang áo số 19. Bảo FC đã quyết định nhả người, mặc dù AFF Cup không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA Day. Quang Hải luôn được huấn luyện viên Park Hang-seo tin dùng trong tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Sự xuất hiện trên sân của cầu thủ quê Đông Anh thì luôn mang lại sự yên tâm cho ban huấn luyện và người hâm mộ. Mới đây, tờ Sun Sport đã có bài viết điểm mặt những ngôi sao đáng chú ý ở AFF Cup 2022. Quang Hải là cầu thủ được báo Thái Lan lựa chọn trong đội hình của đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu lần này. Sau khi đưa thông tin về nam sinh, vị trí về trường hợp của câu lạc bộ khoác áo của Quang Hải, tờ Sun Sport đã viết: Quang Hải, ngôi sao số 1 của Rồng Vàng, anh ấy đã đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018. Quang Hải hội tụ đầy đủ những kỹ năng chơi bóng xuất chúng và những pha lập công xuất sắc nhất. Cầu thủ mang áo số 19 còn có điểm mạnh ở khả năng sút xa. Quang Hải và đồng đội quyết tâm đăng quang trước vô địch sau thất bại đáng tiếc trước Thái Lan ở AFF Cup 2021. Ngôi vô địch sẽ là lời khẳng định của đội tuyển Việt Nam là ông vua thật sự của bóng đá Đông Nam Á. Trong trận đấu giữa đội tuyển Lào và đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã được huấn luyện viên Park Hang-seo rút ra khỏi sân ở phút thứ 33. Bộ phận y tế đã chườm đá và bó chặt chân của cầu thủ mang áo số 19. Điều này khiến người hâm mộ lo ngại anh bị chấn thương. Theo kết quả chụp MRI vào ngày 22 tháng 12, Quang Hải bị quá tải cơ và không gặp vấn đề gì nghiêm trọng và sẽ sớm quay trở lại tập luyện. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe tốt nhất, Quang Hải có thể được cho nghỉ trận Malaysia vào ngày 27 tháng 12. Quang Hải từng dính chấn thương cơ đùi và phải bỏ dở hành trình tại SEA Games 2019. Ngôi sao này là một nhân tố quan trọng bậc nhất trong đội hình của huấn luyện viên Park Hang-seo. Vì thế, nhiều khả năng vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ không mạo hiểm với sức khỏe của học trò, đặc biệt khi mà giải đấu mới bắt đầu. Rõ ràng với tinh thần cùng với phong độ đang lên cao, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tự tin tiếp đón Malaysia ở lượt trận thứ hai bảng B diễn ra vào lúc 19:30 ngày 27 tháng 12. Dù không ghi bàn trong trận khai màn, song Quang Hải vẫn sẽ là một niềm hy vọng của chúng ta. Lý do là bởi tiền vệ đang khoác áo của Bảo FC thường xuyên có một thành tích cực kỳ ấn tượng. Xuyên suốt sự nghiệp qua cùng với đội tuyển Việt Nam thì Quang Hải đã có tổng cộng 5 màn so tài với đối thủ nói trên. Anh có cho mình 2 pha lập công cùng với 2 đường kiến tạo, góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại đối phương. Còn nhớ tại trận chung kết AFF Cup 2018, chính Quang Hải là người thực hiện đường truyền để cho Anh Đức Volley ghi bàn mạnh nhất, mang về chiến thắng 1-0 cho những chiến binh sao vàng trước Malaysia. Tới vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào năm 2019, cầu thủ gốc Đông Anh trực tiếp điền tên lên bảng điện tử giúp Việt Nam giành chiến thắng tối thiểu. Lần gần nhất, tại vòng bảng AFF Cup 2020 diễn ra vào năm 2021, Quang Hải là tác giả một bàn thắng cùng với một pha kiến tạo góp phần vào thắng lợi 3-0 của chúng ta có trước đội tuyển Malaysia. Rõ ràng ngôi sao đang chơi bóng cho Bảo FC là một nỗi ám ảnh với đối thủ ấy. Thậm chí trong cả 5 lần từng chạm trán Malaysia, Quang Hải đều bất bại với 4 chiến thắng cùng với một trận hòa cùng với đội tuyển Việt Nam. Tối muộn ngày 22 tháng 12, đội tuyển Việt Nam sẽ chia làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm các cầu thủ đá chính trong trận gặp đội tuyển Lào tối ngày hôm qua, và nhóm thứ hai gồm các cầu thủ dự bị và có thời gian thi đấu ít hơn. Nhóm này được ở lại khách sạn để tập các bài hồi phục và thực hiện vật lý trị liệu. Trong khi đó, nhóm thứ hai ở sân tập luyện giáo án tăng cường dưới sự điều hành của trợ lý Lee Sung-jin. Bên cạnh việc đưa tin Quang Hải, một số tờ báo của Thái Lan cũng đã đưa tin về trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Tờ SMM Sport đã có bài viết với tiêu đề Binh đoàn sao vàng có trận ra quân hủy diệt Lào với tỷ số 0-6. Bên phía dưới bình luận, tờ báo đã dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam. Đội bóng áo trắng đã thể hiện một màn trình diễn đáng sợ ở trận mở màn AFF Cup 2022. Các cầu thủ của họ đã hấp dẫn, thực hiện những pha chọc thủng vào đội tuyển Lào. Họ đã vượt qua Malaysia để đứng đầu bảng B. Trong khi đó, Sun Sport cũng đã gửi lời chúc mừng tới đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Họ viết, Pháp sư Park đã có một khởi đầu thuận lợi, nhưng chiến binh sao vàng đã có chiến thắng hủy diệt trước Lào. Về phía bên dưới bài viết, tác giả của tờ báo đã thể hiện sự nhấn mạnh. Đội tuyển Việt Nam đã thể hiện tốt lối chơi ấn tượng trước đối thủ Lào và họ chơi tấn công đẹp mắt vươn lên dẫn đầu bảng B. Đội tuyển Thái Lan trước đó cũng đã có trận ra quân rực rỡ với chiến thắng 5-0 trước Brunei. Bày vào chiến tạo ra một thế trận áp đảo với nhiều cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên họ cũng đã bỏ lỡ khá nhiều tình huống ghi bàn gòn ăn. Hùng Dũng Hoàng Đức được AFF Cup vinh danh sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Lào tối ngày 21 tháng 12. Cụ thể, thủ quân Đỗ Hùng Dũng được bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, còn Nguyễn Hoàng Đức nhận giải cầu thủ năng động nhất.
Hùng Dũng đeo băng thủ quân và đá trọn vẹn 90 phút trong trận giao quân thuộc bảng B AFF Cup 2022. Anh đã có một cú đệm bóng tinh tế giúp đội tuyển Việt Nam dẫn trước Lào 2-0 ở phút thứ 43. Không chỉ ghi bàn, Hùng Dũng còn thể hiện tốt vai trò của một đội trưởng. Tiền vệ Hoàng Đức dù được rút ra ở phút thứ 65, nhưng anh đã được ban tổ chức bình chọn danh hiệu cầu thủ năng động nhất trận đấu bởi tầm hoạt động rộng, năng nổ và hiệu quả. Bản đồ nhiệt cho thấy tiền vệ trung tâm của biên chế Viettel đang hoạt động rất mạnh trong nửa phần sân của đối phương. Anh lên công với thủ nhịp nhàng và góp phần có những dấu ấn và kiến tạo để cho Văn Hậu ghi bàn nâng tỷ số 4-0. Tấn Linh mở tỷ số trận đấu và xen kẽ có các bàn thắng của Tấn Tài, Văn Toàn, Văn Thành giúp đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi đậm đà 6-0. Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B khi có 3 điểm như Malaysia nhưng hơn hẳn về hiệu số thắng bại. Trước thêm AFF Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận kiểm tra chất lượng gặp Dortmund và Philippines. Cả 2 trận thì Việt Nam đều cố gắng chơi áp đặt và đó cũng là cảm giác về lối đá của đội tuyển Việt Nam trong năm 2022 khi mà đội hướng tới việc chơi chủ động hơn và áp đặt hơn. Dẫu Lào là một đội bóng yếu nhưng chúng ta cũng đã thấy được sự đa dạng trong lối chơi và hoàn thiện của đội tuyển Việt Nam ngày càng một tốt hơn. Việc tung ra một đội hình mạnh nhất cũng là điều dễ hiểu bởi 6 trận sau này thì Việt Nam mới đấu với những đối thủ quan trọng, bình luận viên Quang Huy đã bình luận. Trong trận đấu vừa qua, 6 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đến từ 6 cầu thủ khác nhau. Nhận xét về cá nhân ấn tượng thì bình luận viên Quang Huy cũng đã dành lời khen cho Văn Hậu và Văn Quyết. Trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đá với sơ đồ 3-5-2, đầy tính chủ động và áp đặt. Đội đã khởi đầu với một lối chơi quyết tâm tạo ra lối đá đa dạng và đẹp mắt. Ở cánh trái, Văn Hậu đã thi đấu rất nổi bật. Hậu vệ này là người đã có một kiến tạo bàn thắng đầu tiên, sau đó cũng đã có được bàn thắng cho mình, biên tập viên Quang Huy nhận xét. Anh nói tiếp, sau thời gian dịch bệnh, bóng đá Việt Nam khó khăn, đội tuyển Việt Nam có phần bế tắc thì sang năm 2022, mọi chuyện đã trở lại với sinh khí tốt nhất và rõ ràng, đội tuyển đang có những tiến bộ tích cực, lối chơi mở rộng và chủ động hơn. Văn Quyết vào sân thay Quang Hải thì đã chứng tỏ được kinh nghiệm sự dạn dặn của mình. Cảm giác rằng Văn Quyết đã giúp cho lối chơi của Việt Nam mượt mà và chủ động hơn. Rõ ràng cậu ấy đang thích nghi rất tốt với lối đá của toàn đối tiện. Cá nhân tôi có cảm giác năm nay có thể Văn Quyết sẽ đóng vai trò quan trọng tại AFF Cup. Ở tuyến dưới, Duy Mạnh cũng đã chơi tốt bên cạnh Quế Ngọc Hải và Thành Trung. Bình luận viên giàu kinh nghiệm kết lại. Cũng phải nói thêm, Lào là một đội dưới cơ và đang rèn giũa lực lượng cho SEA Games với những cầu thủ trẻ, nên việc Việt Nam thắng đậm không bất ngờ. Tuy nhiên thì tôi vẫn xin nhắc lại cách chơi của đội tuyển thì đều đáng mừng. Tôi vẫn nói rằng thành tích ở giải đấu chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo là điều cần, nhưng làm sao đó để mở ra cho người kế thừa về lực lượng về lối chơi, làm sao cho mọi thứ thoáng đãng hơn. Sau trận đấu với Lào, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở lại Hà Nội, chuẩn bị tiếp đón Malaysia vào ngày 27 tháng 12 tại sân Mỹ Đình. Đây được xem là một trận đấu có tính quyết định tới ngôi đầu bảng B.